Ảnh cưới là một trong những thứ lưu giữ kỷ niệm vô cùng quan trọng của một cặp đôi vợ chồng. Có thể nói đây là bộ ảnh để đời mà bất cứ cặp đôi nào cũng muốn đẹp hết sức có thể. Tuy nhiên, cũng có những cặp đôi cảm thấy ảnh cưới nên là một bộ ảnh độc đáo, đặc biệt, không giống ai, điển hình như cặp đôi dưới đây. Mới đây, hình ảnh một cặp đôi thực hiện bộ ảnh cưới trong nghĩa trang đã khiến nhiều người chú ý. Thông thường, người Việt ta thường quan điểm những điều liên quan đến chết chóc, thờ cúng thì phải kiêng kỵ tuyệt đối. Thế nhưng cặp đôi này vẫn quyết thực hiện ý tưởng táo bạo của mình. Cụ thể, thay vì chọn những nơi có cảnh đẹp như phim trường, khu du lịch, những thắng cảnh nổi tiếng để lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc, thì cặp đôi lại xây dựng concept cực chất tại nghĩa trang. Theo chia sẻ của chú rể, vì vợ anh không thích chụp phim trường và chỗ đông người, lại tình cờ thích làm bộ ảnh ý nghĩa, cả hai đã nhờ thợ chụp ảnh đáp ứng ba yêu cầu, không phải phim trường, không đông người, liên quan đến nghề truyền thống gia đình, mà nghề truyền thống gia đình của anh thì làm bốc mộ, thế là bộ ảnh độc đáo này ra đời. Bộ ảnh sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã gây ra nhiều tranh cãi. Một số cư dân mạng trầm trồ trước ý tưởng độc đáo của cặp đôi này. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng cả hai đang làm màu xúc phạm người đã khuất và không hề ủng hộ hành động này. Còn bạn nghĩ sao về bộ ảnh cưới này? Hãy cùng chia sẻ ý kiến của mình nhé!